Moscow về trong. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Dạ, con chào cha và chào quý cộng đoàn. Con là Lê Paulo Lê Văn Thuấn, con 26 tuổi, đến từ Hải Phòng. Nó chậm chậm đấy con, đây là Hải Phòng. Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ. Và Hải Phòng cũng nổi tiếng là cái gì anh chưa biết không? Hải Phòng nổi tiếng là cái gì? Ngoài hoa phượng đỏ còn nổi tiếng vì gì con biết không? Con không ạ. Hải Phòng, anh xem thấy tay anh chị Hải Phòng vào đây nhiều lắm, nhớ không? Hải Phòng là những nơi mà số má rồi giang hồ tứ chiến xử nhau đẹp, dao chém súng ống đầy hết, đó là thành phố Hải Phòng. Mà hôm nay anh từ Hải Phòng đến đây, sao anh đánh nhau hay là anh bị người ta đánh mà anh chạy về đây? Dạ con thưa cha, hôm nay con đến đây để con chứng minh lòng thương xót của Chúa dành cho con và gia đình con. Thì mới đây là con bị kẻ xấu đâm vào mắt. Đấy, tôi nói mà thấy chưa? Một là anh đánh người ta, hay là anh bị người ta đánh mà đâu có sai đâu. Rồi anh làm gì mà kẻ xấu đâm vào mắt đâu mà nó như thế nào, kể cho mọi người nghe. Dạ con đi ở ngoài đường va chạm giao thông thì nó đâm vào mắt con luôn. Lấy cái gì đâm? Dạ, lấy vỏ chai bia cha. Rồi chuyện gì xảy ra kể tiếp cho mọi người nghe. Dạ, sau đó thì con đi cấp cứu thì bệnh viện Hải Phòng không nhận, nói con phải múc mắt. Đưa lên Hà Nội bệnh viện mắt trung ương cũng không nhận, nó phải múc mắt. Thì con với cả mẹ con cứ cầu xin lòng thương xót của Chúa. Thì hai ngày sau con quay lại bệnh viện mắt trung ương thì có một bác sĩ nhận mủ cho con. Thì may mắn là Chúa đã thương con thì sai bác sĩ đến, thì bác sĩ đã nhận mủ cho con. Thì bây giờ mắt con nó không phải múc đi. Nhưng mà hiện tại thì chưa. Còn thấy không? Dạ, hiện tại thì chưa nhìn thấy. Bác sĩ hẹn là bây giờ đang chờ một phép màu đến với con. Thì là nếu mà nó hồi phục tốt thì tháng 9 này con mổ lại thì mới biết được là có nhìn thấy hay không. Bây giờ con nhìn thấy gì không? Dạ, bây giờ hiện tại thì mắt trái của con này cũng không nhìn thấy gì. Mắt phải? Mắt phải nhìn thấy. Mắt phải nhìn thấy. Dạ. Hallelujah! Chúng ta thấy không? Cuộc đời này, bây giờ thế giới này họ không có lòng thương xót, chỉ một cái va quẹt ở trong lúc mà bị giao thông, cái chuyện đó là chuyện quá thường. Vì đường thì đông mà xe thì đường thì nhỏ, xe thì nhiều, và người ta chạy thì có khi không đúng luật giao thông, mình đi đoàn hoàng người ta cũng có thể tông mình. Và có những người mà đi coi bói, thầy bói bảo rằng là trong tháng này là không có được đi ra ngoài đường, là bị tai nạn giao thông, bảo đảm tháng này không được ra ngoài đường bị tai nạn giao thông. Sợ quá không dám ra ngoài đường, mới đi sang quán cà phê bên cạnh ngồi uống. Đang ngồi uống xe nó tông chết luôn, không dám ra đường ngồi trong quán cà phê. Nhưng mà ngoài cái nó đi ẩu, nó lao vào trong quán cà phê là ngồi bị tông chết. Thầy bói nói đúng không? Bói mò như nói em biểu đi ra đường, bây giờ tôi nói không được ra đường nữa coi chừng bị tai nạn giao thông. Cái đó thì quá dễ rồi, thầy bói nào chả nói được. Cho nên là chúng ta đừng có đi nghe mấy thầy bói nó nói mò, nó nói để mà nó ăn tiền của mình mà thôi. Và chúng ta thấy là lòng thương xót ngày hôm nay là một món hàng khan hiếm. Lúc một chuyện như vậy mà đập cái vỏ chai ra đâm mắt của một chàng thanh niên, để người ta nếu mà Chúa không ra tay cứu chữa hay bệnh viện đã chê và cuối cùng phải yêu cầu là mút cả hai cặp mắt đi thì anh đã mù suốt cuộc đời rồi. Nếu mà không có lòng Chúa thương xót, nếu mà không có quyền năng của Chúa thì lần này làm sao anh đứng trước mặt chúng ta mà có thể nhìn đời bằng con mắt bên phải được, thưa anh chị em. Bây giờ con cứ nhìn đời bằng một con mắt cho ta. Rồi, ơn thứ hai con. Dạ, ơn thứ hai là mẹ của con. Mẹ của con bị bệnh khớp thì chân nó sưng to, chân sưng to như cây chuối. Thì mẹ con đi cũng đi chạy chữa khắp nơi nhưng mà cứ về nó hết, nó lại bị. Thế thì sau đấy mẹ con cũng chán, nó không chữa nữa. Thì mẹ con đi tìm đến lòng thương xót của Chúa, tìm đến cha. Thì sau khi được vào đây được cha ban phước lành thì về mẹ con cũng chẳng thuốc thang gì mà tự dưng nó đã hết, và đến đây cũng không tái phát nữa. Tất cả sau khi mẹ con... Hallelujah! Tất cả sau khi mẹ con vào đây thì xin được ơn được bán đất đai thì... Nhà con cái miếng đất đây nó 31.000 m² rồi, thì cha con cũng khổ với miếng đất đấy. Bao nhiêu năm bán kiểu nó rộng quá thì không có ai mua. Thì sau khi vào đây xin lòng thương xót của Chúa, thì Chúa thương thì vừa mới về thì có người ta mang tiền đến, người ta mua luôn, người ta thanh toán luôn là xong hết. Bao nhiêu? Bao nhiêu mét? Hơn 31.000 m².
Chúa tôi mày cho mà làm dấu điểm tin mừng nhá. Tôi tha hồ 31.000 m2, tức là 3 hecta, vâng, 3 hecta, hơn 3 hecta. Chúa tôi ở đây anh chị em mình thấy được có mấy nghìn mét vuông, được có 2.000 m2, còn đây là 31.000 m2. Chúa tôi lòng thương xót, Chúa ôi trời ơi, nghe mà bắt thèm rồi. Ơn sau đó con nói tiếp. Thưa cha, con trước là làm ăn thua lỗ lợ nhiều lắm cha, mà bán đất bán mãi không được. Thế mà mẹ con mới vào xin lòng cương xót của Chúa thì về trả được hết lợ lần, bây giờ bán được con người, người ta mua đất rồi cuộc sống nó khác thì cha. Phải. Còn dư giả nữa phải không? Tiền gửi ngân hàng nữa phải không? Hallelujah! Nên ông nói sợ về giang hồ Hải Phòng thanh toán. Đây cha gửi tặng cho, dù là bây giờ gia đình con đã vượt qua khó khăn, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Gửi cho mẹ con cái quạt giáo điểm tin mừng. Mẹ con là người mà cái chân nó to bằng bắp chuối, nó sinh lên mà đã đi từ ngoài Hải Phòng vào đây. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để sắp tới con mổ mắt, cả hai mắt nó sáng, đọc thêm cuốn sách đó. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 26. Thì con có làm gì chưa? Dạ. Hồi đó bạn làm gì? Dạ con sản xuất âm nhạc. Hả? Con sản xuất âm nhạc. Sản xuất âm nhạc, tức là con sáng tác nhạc hay là gì? Dạ con sáng tác nhạc. Sáng tác nhạc. Con có biết bài hát nhạc đạo nào không? Dạ con là làm về cái phần beat, tức là con chỉ viết nhạc thôi chứ không biết lời chứ. Viết nhạc, tức là con có biết hát không? Dạ con không. Không biết hát. Rồi là sản xuất âm nhạc. Hallelujah. Rồi Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi khi chị em còn bạn này